Mến chào quý cô chú anh chị gần xa đã đến với kênh LTK Bonsai. Thì em xin giới thiệu đến tất cả bà con mình trên toàn quốc ha. Một số cây kiểng đa dạng nhiều chủng loại đang giao lưu khá là mạnh trên thị trường cây cảnh như là bằng lăng rừng, hoa tím lá nhỏ, cây kiều hùng, cần thăng, mai chiếu thủy và một số cây me và khế nha quý cô chú anh chị. Mã số 1E đầu tiên đây là bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ. Clip này em còn được 5 cây cuối cùng trong lô nên em sẽ báo giá hữu nghị cho cô bác anh chị mình gần xa nha. Cái này là chiều cao cây em báo đầu tiên là 54. Bằng lăng này mình có thể ghép với tường vi hoặc là bằng lăng thái. Nguyên thủy của cây thì mọc vào một mùa hè trong năm sẽ cho hoa nha. Tổng bệ như thế này là em đo 110. Mã số 1E. Cây khá là quái từ đây nối tới đây luôn ha. Cây đâm chồi nảy lọc hết rồi nha. 1E này em giao lưu tới nơi với bà con mình có giá 1.300.000 đồng. Tất cả chi phí em đều bao ha. Mình về nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận. Mã số 2E. Cái này là một bệ đặt ha. Chiều cao cây là 44. Về mình có thể tạo lũa lại nha. Những cái vết gãy này nó chưa được đẹp cho lắm thì về mình tạo lũa nó sâu sâu tí xíu ha. Như thế này em đo tổng bệ em lấy 90 trừ hao ha. Hiện tại bên em bao sống cho mình trong vòng 2 tháng nha, đối với cây phôi như thế này ha. Mã số 2E. Em giao lưu toàn quốc cái cục này 1.100.000 đồng tới nơi. Số điện thoại liên hệ của em là 0939700449 nha. Cái mã số 3E cũng là hàng bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ. Chiều cao cây như thế này là 50. Tổng bệ em đo trừ hao 70. Cây khai thác miền núi rừng nên sẽ có những cái vết gãy lũa tự nhiên thôi ha. Đây là cái vết lũa này nè bà con mình về tạo lũa lại cho nó đẹp. Còn đây thì vẫn cho chồi sống khỏe bình thường. Còn đây thì đã khô ha. Rồi cái này bao phí ship tới nơi có giá 1.200.000 đồng. Còn 5 cây cuối cùng cho nên em giao lưu giá hữu nghị lại nha. Rồi cây mã số 4E. Số điện thoại liên hệ của em là 0939700449 nha. Chiều cao của cây này là 47. Bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ. Tổng bệ đo chuẩn 90. Hàng này mình có thể ghép trực tiếp lên da hoặc là lên chồi cũng được nha. Nguyên cái dáng nó bay ra như thế này ha. Rồi giá giao lưu là 1.200.000 đồng. Tất cả cây mình gửi đến nơi đều được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận. Đúng cây đúng mã mình chọn thì mình nhận giúp shop nha. Số điện thoại của em là 0939700449. Mình liên hệ về số Zalo đó cũng là của em luôn ha. Chiều cao cây em đo là 50. Bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ. Hàng đâm chồi sống khỏe rồi ha. Bầu thì gồm 2 lớp. Mình về mình bỏ cái lớp trong, mình lên cái lớp ngoài. Ủa, mình bỏ cái lớp ngoài lên cái lớp trong nha. Từ từ bao nó sẽ phân hủy ha. Mình khỏi cần gỡ ra. Rồi, tổng bệ em đo là 90. Những cái mặt cắt nào cảm thấy không ưng nó về mình tạo lũa lại. Thò cái keo lên là cây nó sẽ có cái nét thẩm mỹ lên liền ha. Rồi cây này giá 1.300.000 tận nơi. Giao lưu toàn quốc ha. Cây mã số 5E bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ. Cây số 6E dòng nguyệt quế lá xoắn hoa chùm. Cây này là thuần chậu nha.
Chiều cao cây là 54. Khom tán dày mịn ha. Tổng tán ngang của cây là 75. Dạ, cái này hơi thiếu phân, về bà con mình chăm sóc thêm giúp em nha. Cái này khi đi thì tụi em có thể ép tàn vô tí xíu ha, lưu ý chỗ đó giùm em nha. 31. Đây ở chỗ phần cái rễ này nè, có thể là bị khô nha. Đó, em báo trước với mình ha. Đâu có một. Dạ, cái này chắc không có một. Về mình ấy, tại vì da nó cũng đang kéo lại nè. Là như thế này nè. Da nó đang kéo như thế này. Về mình tùy ý thích mình chỉnh sửa ha. Giá giao lưu là 1.500.000 đồng tới nơi. Nguyệt Quế dòng lo xoắn hoa chùm, mà số 6E 0939700449. Đó là số điện thoại cũng là Zalo liên hệ nha. Cái mà số 7E, 7E là dòng linh sam song hinh dán đổ. Này cây gửi đi sẽ gặp tình trạng vàng và rụng lá nha, nhưng cây sẽ làm lại chồi non và cho hoa ra luôn ha. Chiều cao cây là 25. Tổng dài nhất của cây là 84. Cái này cũng đủ chi đủ tàn hết rồi nha. Dạ, đang ra hoa, dòng linh sam hoa rất là thơm nha. Thân co lắc bay ra ha. Rồi em đo cái hoành thân của cây nha. Ở đây là 11 ha. Còn nới vô trong đây em đo luôn hai cái thân như thế này nha. Sát luôn ha. 25. Về đế thì mình có thể xử lý môi thêm tí xíu khi sang chậu nha. Đây em dở cái đầu đọt lên cho cô bác anh chị mình thêm. Linh sam song hinh nha, mã số 7E. Thì cây này em gửi đi, em không bao gồm chậu cho quý cô chú anh chị mình ha. Thân cũng khá là khéo. Rồi cây này giá giao lưu là 1.300.000 đồng tới nơi. Cái mã số 8E dòng linh sam siêu bông. Chiều cao cây là 27. Tổng tán ngang là 49. Siêu bông nha cô bác anh chị. Quanh thân này là 13. Từng thân khá là đẹp ha. Này mình demo sang cái chậu mới. Chừng trăm ngoài ngàn là cây nó sẽ tăng giá trị và thẩm mỹ lên nhiều. Rồi mà số 8E em giao lưu với giá 800.000 đồng tận nơi. Thì hiện tại cây đang trong quá trình xử lý hoa nha. Khi mà nhận cây về thì xe cây nó sẽ tiếp tục cho một đợt hoa ha. Rồi, chiều cao của cây linh sam siêu bông mã số 9 là 20. Cây dễ vàng và rụng lá khi mà mình để nó bị hầm cây. 54 là tổng cái tán dài của cây. Rồi cây này có cái hoành thân là 14. Đó, đế khá đẹp ha. Mà số 9E. Cây khá là duyên cây. Rồi em giao lưu cây này cũng với giá là 800.000 đồng, bao trọn bộ phí ship và em gửi hàng toàn quốc nha. Mã số 10 là dòng linh sam song hinh. Hoa màu tím ha, hiện tại này đang lên hoa nha cô bác anh chị. Chiều cao cây là 40. Tổng tán ngang cây như thế này là 63. Hoa cho nắng nhiều, cây ở trạng nắng nhiều thì hoa sẽ đậm hơn ha. Nè, nên là nụ của nó nè.
Còn một chuỗi hoa của nó là sẽ màu tím như thế này. Và hoa cho ra rất là thơm nha. Đường thân khá khéo ha. 16 là hoành thân cây. Cây hiện tại không một thẹo ở đâu nha. Không bao gồm chậu khi vận chuyển. Cây này vận chuyển đến nhà mình có giá là 900.000 đồng mã số 10E. Linh Sam Song Hinh. Mã số 11E là clip này em có 2 cây kiều hùng. Kiều hùng này em báo trước với mình khi vận chuyển hầm cây là sẽ dễ vụn lá nha. Chiều cao cây là 47. Báo trước để những bà con nào mua cây á, khi mà mới mua thì nhận cây thì bà con mình không biết sẽ dễ hoang mang. Đây là cái hoa của nó. Cái này nó chưa nở rộ á. Nở rộ nó xòe ra. Rồi cái tán ngang nha, 40. Quanh thân này là 10. Đó, đế cây thì lâu dần nó sẽ phát triển lên nữa nha. Còn ẩn ở dưới khá nhiều ha. Rồi, cái này em giao lưu với giá 500.000 đồng, cây kiều hùng bonsai. Mã số 12 cũng là kiều hùng và giá cũng là 500 luôn ha. Chiều cao cây là 43. Tổng cái tán của cây là 49. Quanh thân một cốt này là 10. Đó, để cây đấy ha. Có nào không rõ thì liên hệ Zalo em chụp hình gửi lại cho quý cô chú bác anh chị mình nha. 12E 500.000 đồng đối với cây kiều hùng mã số 12E. 13E. Cây khế chua ghép với khế nhật siêu trái. Cây hiện tại đang mang trái rất nhiều nha, nhưng khi vận chuyển thì có thể là rụng ha. Nên lưu ý điều đó giùm em nha. Rồi, chiều cao cây như thế này là 35. Tán như thế này là 43. Thì hiện tại cây này thì cho trái ra vị chua. Xin nhắc lại là dàn trái này khi vận chuyển là sẽ rụng một mớ ha. Dạ, khế chua ghép với khế nhật siêu trái siêu hoa. Rồi, 14 là hoành thân cây. Tổng đế gồm luôn cái đuôi này ha. 31. Đó. Rất là nhiều trái. Rồi một cây như thế này em giao lưu với bà con mình chỉ với giá 500.000 đồng không bao gồm chậu. 14E. Clip này em chỉ có được 2 cây thôi ha. Chiều cao cây em xin báo là 34. Còn cái tán ngang này là 49. Dòng khế này rất là dễ cho lại trái và hoa. Nên bà con mình an tâm, khi vận chuyển cây sẽ vàng và rụng lá, trái này cũng có thể rụng luôn. Khế chua ghép nhật siêu trái. Rồi, như thế này em đo tại đây là 14 nha. Em rút chậu bó bầu, 14E. Rồi, 500.000 đồng tới nơi. Quý cô chú anh chị mình được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nha. Cây cần thăng bonsai mã số 15E. Cần thăng này cũng già cây rồi ha. Nhìn vàng lá thì mình biết rồi nha. 33 là chiều cao. Tổng cái tán ngang là 46. Hàng bonsai. Cây nó sẽ được đẹp và giá trị hơn khi mình về mình sang qua cái chậu kiểu ha. Thì em báo giá cũng sát sát rồi. Mong quý cô chú anh chị mình ủng hộ ha. Đường thân cây thì cũng khá là ok. Rồi, củ đế cây ở đây nha, 21. Còn cái dàn để nơm sổ xuống như thế này là 36. Cây hiện tại liền lạc sống khỏe. Và mặt hàng này thì mình có thể ghép với cây cam hạnh Mỹ rồi đó ha. Tại vì bản thân cây này không hoa và không trái. Cần cù thân tiến. 15E giá 600.000 đồng đến nơi. 16E cũng là cần thân bonsai. Cây nào cũng uống theo một cái dáng nghệ thuật bonsai hết ha. Chiều cao cây là 40. Còn cái tán ngang là 40 luôn.
Tất cả nằm trong chậu xi măng như thế này đều gỡ lại khi vận chuyển cho mình nha, cây nó sẽ được an toàn hơn. Rồi, chỗ này em đo cho mình tham khảo là 11. Còn ở đây em đo thêm cái cục này là 22. Cần thăng thì phát triển đế khá là mạnh nha. 16 he giá 600.000 đồng đến nơi. Em báo giá và kích thước toàn bộ công khai trên YouTube ha. Và con mình đăng ý thì gọi về số điện thoại của em là 0939700449 để mình giao lưu thương lượng về. 17 he. Đây là me chua miền Tây. Me này uống thân uống đế từ nhỏ nha. Chiều cao cây là 49. Trước khi uống bonsai như thế này thì cây đã có 1-2 đợt trái rồi, cho nên mình chăm đủ sức thì cây sẽ cho trái trở lại nha. Cây giáng long ha. Đường thân cây thì bà con mình nhìn là biết được cái độ già của cây rồi ha. 11 hoành thân. Tổng đế như thế này em đo là 32. Đó, đế cây còn ẩn nha. Me chua miền Tây, giá giao lưu là 500.000 đồng mã số 17E. Em bao phí ship tới nơi ha. Không bao gồm chậu. 18E. Cũng là me chua miền Tây nha, cây này có giá 600.000 đồng. Chiều cao cây như thế này là 48. Hiện tại mặt hàng cây cảnh có sức sống thì vận chuyển đi, tình trạng rụng và vàng lá thì đều có thể xảy ra nha. Tùy theo ít nhiều thôi ha. Tổng tán ngang như thế này là 48. Thân uống thân đế có đế nha. Thân này cũng giáng long ha. Nhìn khá đẹp. Rồi 11 là hoành thân cây. Đế khoảng bụm tay gì ha. Cây thuần chậu sống khỏe nha. Đó, 600.000 đồng. Số điện thoại liên hệ của em là 0939700449 nha. Đến với dòng mai chiếu thủy trung nô cụm rừng, mã số 19E. Chiều cao cây như thế này là 54. Hàng này là hàng nguyên thủy không ghép. Tán rộng nhất của cây là 70. Bốn thân nha. Chỉa ra một cái tán tròn ha. Rồi, một thân đại diện em báo là 13. Tổng hết 4 thân nha. Tổng hết 4 thân như thế này là 43. Này về mình sang qua chậu 4 lọt lòng ha. 19E giá 650.000 đồng. Tất cả em đều bao phí ship. Cụm rừng mã số 20E. Rồi, cây này có chiều cao tương đối là 50. Mai chiếu thủy trung nu ha. Hai, ba, bốn, năm, sáu thân. Tán ngang em đo là 75. Dạ. Đúng rồi nè. Nửa về khi mà mình sang chậu mình gỡ bỏ giá thể bớt đi ha. Sang qua cái chậu mới thêm giá thể mới cho cây nó ra rễ non, nó ăn tiếp tục, đặng cho chất dinh dưỡng cây nó hút nó sẽ tốt hơn. Em đo tổng cụm. Tổng cụm như thế này là 50. Nu là sẽ cho ở thân từ từ, nó sẽ lớn dần theo cái độ già của cây ha. Rồi, 650.000 đồng bao trọn bộ phí ship với mã 20E. Mã 21E. Cây chiếu thủy tông cao ha. Chiều cao cây như thế này là 74. Và tán ngang em đo ở chỗ lớn nhất là 60 ha. Em đo một cái cốt chính chủ nha, 16. Nè, nu bự ha. 21E. Em giao lưu cũng với giá là 650.000 đồng luôn nha. Cây này đã chia tán đầy đủ hết rồi.
Rồi, cây này lùng lực ha. Mà số 22E. Chiều cao cây là 50. Cây này là dòng mai chiếu thủy trung nu. Em nhắc lại để bà con nào mới vô thì có thể nghe được thông tin của cây ha. 53 là tổng tán ngang. Cây này rất là dễ chăm. Tổng cái bệ đế nha. 34. Nè, chung liền nhau luôn á. Đó. Rồi giá 650.000 đồng ship tới nơi mã số 22E. Bà con nào lấy từ 2 cây trở lên thì bên em sẽ có giá giảm lại cho cô chú anh chị mình ha. Mã số 23E. Chiều cao cây em báo như thế này á là 68. Rồi, tán ngang cây là 48. Hoa nào rộ quá thì kêu vận chuyển sẽ rụng nha, lưu ý giùm em ha. Rồi, quanh thân này là 15. Cây này khá là duyên ha, chi tán đều, em cũng tính giá 650.000 đồng. Ship đến tận nơi thì quý cô chú anh chị mình cứ việc dỡ ra kiểm tra hàng. Tại vì cây cảnh khi mà vận chuyển cái rủi ro nó sợ nó gãy nhánh này kia. Thì bà con mình cứ kiểm tra giúp em ha. Có vấn đề gì thì liên hệ lại em đang mình thương lượng và giải quyết nha. Chiều cao cây như thế này là 62. Tổng cái tán ngang em đo ha. 56. Đủ chi tay hết trơn rồi. Giờ chỉ cần sang chậu thêm giá thể, bắt đầu mình nó cây nó phát triển từ từ rồi từ từ mình chỉnh sửa theo cái dáng dốc của nó là ok nha. 24E. Tổng như thế này em đo là 31. Giá giao lưu cũng là 650.000 đồng nha. 25E, cây cuối clip của em ngày hôm nay ha. Cũng là dòng mai chiếu thủy trung nu. Cây này có chiều cao tương đối 52. Tán ngang là 60. Hoa rộ như thế này vận chuyển sẽ rụng nha. Hàng phôi thì em sẽ quấn giấy đi bó bầu đàng hoàng. Còn cây này thì em sẽ bó bầu và để vô thùng xốp để vận chuyển cho an toàn cho quý cô chú bác anh chị mình ha. Đây, em đo một cái thân đại diện chính chủ lớn nhất ở tại vị trí này là 15. Đó, hai thân quyện vào nhau. Rồi, 650.000 đồng tới nơi cho mã 25E. Mai chiếu thủy trung nu. Rồi, nhân đây em xin gửi lời cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình và sự tin tưởng của shop của quý cô chú bác anh chị trên toàn quốc đã tin tưởng em trong thời gian vừa qua. Và rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của cô chú bác anh chị mình trong clip này. Xin chân thành cảm ơn ạ.